Song Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Trong video clip này, em Đạt sẽ lên sóng và test cho các bác một cặp loa Mỹ khủng hiếm gặp ở trên thị trường. Cặp này là cặp DBX, có model là sao Daily, model là MK5. Đây thưa các bác, em này thì về trong cái tình trạng rất là đẹp và còn nguyên cả cái catalog của loa và những cái thông số thì hãng in hết ở trong cái catalog này. Rất là nhiều những cái thông số thì ghi bằng tiếng Anh các bác nhá. Và cái cặp này thì với cái cấu hình của nó là 5 loa trên một thùng. Riêng cái phần đấu nối ở phía sau thì đã có một cái đấy, đã có một cái bảng hướng dẫn đấu nối ở phía sau rất là khủng. Cặp DBX sound Li 5. Cặp này thì em gọi tắt là cặp DBX thôi các bác nhé. Đấy, thiết kế với cái thùng vỏ gỗ màu vân gỗ và cái thiết kế của nó thì khá là độc đáo. Cái phần trên thì nó hơi vát ngửa ra phía sau, tạo cho những cái hiệu ứng âm thanh high end khá là cao cấp. Cấu hình 5 loa trên một thân thùng thì các bác mới chỉ có nhìn thấy 3 loa phía trước thôi đúng không ạ? Phía trước thì sẽ gồm một bát 40 bằng giấy, một loa trung trầm 20 và một cái loa chép mảnh, loa chép điện. Tuy nhiên ở phía trên nắp của nó thì còn một loa trung và một loa chép đòn nữa. Mặt trước thì có bát, có mid, có chép, còn mặt trên thì có trung, có chép. Chính vì thế cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ lan tỏa khắp cái không gian phòng nghe. Và cặp này thì thiết kế rất là đẹp với hai cái mảnh lưới căng. Mời các bác chúng ta cùng tiến lại gần để chúng ta xem. Một bên thì sau là Trần đã tháo cái phần e căng mặt trước ra đây và cái phần e căng ở trên nóc đây. Đấy, còn rất đẹp, toàn bộ lưới căng này sử dụng cái khung nhựa và cái lưới vải là màu nâu. Cấu hình tuyến loa mặt trên chúng ta sẽ có một cái loa mid và một loa chép đo. Phía trước thì một loa bass đường kính 40 màng giấy màu vàng rất là đẹp và nổi bật. Một loa trung màng chất liệu poly và một loa chép mảnh cho âm sắc rất hay. Cặp này thì công suất của nó là từ 20 cho tới 250W cho một thùng. Đây các bác thấy cái thiết kế cái phần vỏ của nó rất là đẹp, nó sẽ hơi vát về phía sau. Đây quay cho các bác xem cái phần bên hông, các bác có thể là hình dung ra cái dáng vóc cao khoảng 1m, cái chiều rộng này là khoảng 50 các bác nhé. Đấy, và cái chiều sâu là khoảng 30cm. Phía hậu đằng sau của cặp DBX em mời các bác chúng ta cùng xem. Em này thì hàng về trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Đấy, với những cái đường vân gỗ nổi khối rất đẹp. Đây, DBX model là Soundfit 5. Đấy, công suất là 250W, ở cái trở kháng là 8 ohm. Phần cọc loa đây. Đấy. Nếu như các bác đấu vào cái phần trên thì nó là riêng bass thôi, nó là super bass. Đấy, các bác đấu ở đây thì nó hát tổng thể, có một cái cầu chì bảo vệ nếu chúng ta mở quá tải, có một cái vi tinh chỉnh ở đây. Mời các bác chúng ta sẽ quan sát tiếp cái thùng loa bên này. Cái cặp này thì bên em bao zin và bao đẹp xuất sắc cho các bác. Em sẽ tháo lưới căng ra. Này, các bác chờ em sẽ tháo lưới căng ra và quay cho các bác xem. E căng của nó và thiết kế rất là đẹp mắt. Đây, mời các bác chúng ta cùng xem. Phía trên thì sẽ có loa mid và loa chép. Trước mặt thì có cả bass, cả mid và chép, tuyến loa rất đẹp. Đây, thùng vách nét căng luôn. Cặp này thì hay trong tầm tiền và cái giá rất hợp lý cho các bác chơi. Đấy, các bác có thể là chơi đa năng, nghe nhạc, hát hò, karaoke gia đình đều rất là ổn áp trên cặp loa này. Và đặc biệt là mức giá bên em để cho các bác rất hợp lý. Cặp này thì 15 triệu 200 nghìn đồng và 15 triệu 200 nghìn đồng. Có thể nói là đây là mức giá rất tốt cho một cặp bass 40. Đấy, giá rẻ hơn những cặp loa Nhật bass 40 các bác nhé. 15 triệu 200 nghìn đồng thôi. Các bác có nhu cầu alo cho em. Bây giờ em xin được test nhạc. Các bác có nhu cầu alo cho em theo số điện thoại trên màn nhỏ. Sắt Đạt Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thưa các bác. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm ship.
15.200.000, các bác có thể chơi đa năng ra thể loại nhạc. Dùng marshmallow dẻo dai, thơm đêm, Oreo chocolate hay mềm ngon khó cưỡng. Và cặp này thì rất hiếm. Trần. Số máy 0983586968. Sắt đặt Trần có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship từ các bác. Cảm ơn quán rất nhiều.